Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng Tiền Thông Minh trên kênh FBNC. Và trong phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục về những chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, làm thế nào để sử dụng đồng tiền thông minh. Và về khách mời quen thuộc đó là anh Đoàn Đức Minh, chuyên gia tài chính cá nhân. Vâng, khi gặp nhau trao đổi thì anh có đề cập tới một cái vấn đề, đó là chúng ta nên trở thành những nhà đầu tư để tăng cái nguồn thu nhập cho cuộc sống và tạo ra cái nguồn tài chính ổn định cho mình. Thì đây xin được hỏi anh là khi người ta cân nhắc đến việc trở thành nhà đầu tư thì người ta phải xem xét yếu tố nào trước? Tức là ở đây bình thường thì chúng ta đi làm, chúng ta có lương, chúng ta bỏ tiền tiết kiệm đúng không? Một phần chi tiêu, một phần tiết kiệm. Nhưng ở đây khi chuyển trở thành là từ tiết kiệm sang trở thành nhà đầu tư, đầu tư một lĩnh vực nào đó, có thể là bất động sản hay chứng khoán, vàng hay đại khái là một không cho đầu tư mua trữ vàng nữa như ngày xưa. Thực tế bây giờ chọn một cái phương án mà đầu tư tốt nhất thì cũng không có là bài toán là tốt nhất, và ứng với mỗi người chúng ta chấp nhận số tiền bao nhiêu đầu tư. Thì các bạn bây giờ cũng nói là bây giờ là thôi giờ cắt cái tiết kiệm, mua những cái cổ phiếu tốt tốt một tí
để lấy đầu tư để lướt sóng, thực tế cái đó chỉ là một cái bài toán là tạm thời, không phải là lâu dài. Ở thì đó là vấn đề tư duy. Với những người mà chưa bao giờ đầu tư, chưa bao giờ là một nhà đầu tư, thì khi quyết định là sẽ trở thành nhà đầu tư thì họ không có nhiều thông tin, hoặc là họ chưa có biết cách như thế nào, thì đâu là những cách tốt nhất, có thể là hỏi bạn bè hay là như thế nào? Thì ở đây cái cách để mà chúng ta bắt đầu trở thành nhà đầu tư là chúng ta nên cập nhật kiến thức ra sao? Đúng như ví dụ như anh muốn đầu tư về cổ phiếu, về chứng khoán thì ít nhất anh phải có một cái nền về tài chính doanh nghiệp một tí, anh mới hiểu được, đọc được những báo cáo của họ. Nói chung mình phải biết được thì mình mới dám đầu tư. Còn về dù anh đầu tư về chứng chỉ quỹ đi thì anh phải đến cái những cái bạn mà chuyên về chứng chỉ quỹ, là sẽ tư vấn cho anh, cho anh cái điểm cộng điểm trừ, cho anh những cái option, anh là người quyết định anh bỏ tiền vào đâu. Họ sẽ cho những cái bài toán như vậy. Thì nói về bất động sản thì Việt Nam chúng ta thì bất động sản chúng ta mua đất không à. Ít bây giờ ta nghĩ là mua căn hộ chung cư để cho thuê hay là để đầu tư, thì đó cũng là một cái mà chúng ta nên cân nhắc. Nói chung chuyên gia rất là nhiều, họ tư vấn anh rất là nhiều thứ, quan trọng là anh chọn cái phương án nào tốt nhất với phù hợp với mình. Trong cái số tiền mà mình tiết kiệm được thì khi quyết định đầu tư thì có một cái tỷ lệ nào mình nên cân nhắc để, như anh nói lúc nãy là dành 3-6 tháng để, để trường hợp là bất trắc có chuyện gì đó phòng hờ, backup phòng hờ. Còn lại thì đầu tư hết hay là như thế nào? Tức là ở đây tỷ lệ thì mình đúng nên cân đừng bao giờ bỏ trứng vào một rổ mà. Nói chung mỗi cái rổ đó có một cái rủi ro nhất định của nó. Thì khi mà mình bỏ vô mình phải chọn cái tốt nhất. Lúc nào mình cũng nói các bạn là 80-20, 80 định dùng 20% là để backup. Thì nếu mình đã đầu tư mình có 1 tỷ thì 800 triệu là đầu tư, 200 triệu còn lại là mình để dành. Thì mình xem có những gì mình có thể mình giải quyết bài toán mình đang gặp cái vấn đề trước khi mình đầu tư. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, rất hy vọng là sẽ gặp anh trong những chương trình kỳ sau. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Đoàn Đức Minh, chuyên gia tài chính cá nhân, về chủ đề là cân nhắc tài chính trước khi trở thành một nhà đầu tư. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web đồng tiền thông minh fbnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Xin chào tạm biệt và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác.